Em Lâm lại chào các bác nhá. Em Lâm lại và ít máy giặt lại quay tiếp cho các bác đây. Đấy. Thì bác nào mà đang quan tâm cái dòng máy giặt bình dân thì alo cho em. Năm nay thì các bác mua máy giặt thì phải nói là nó quá rẻ các bác so với mọi năm. Thì máy giặt nó rẻ hơn này, đẹp hơn này, phục vụ lại tốt hơn. Vì năm nay thì máy nó về nhiều, chủ không bán được thì chủ bán rẻ, thợ mua được rẻ thì thợ lại bán rẻ cho các bác nhà dân. Đấy, em thì mua được rẻ lại bán lại rẻ cho các bác. Thì bác nào đang quan tâm đến dòng máy giặt giặt 11 cân, sấy 7 cân của con tô này thì các bác cứ alo cho em hai số điện thoại này: 0975 360433, dưới là 0377996066. Thì cả hai số này em đều dùng Zalo nhé. Đấy, bác nào lấy thì alo cho em. Đây. Thì bắt đầu là em đi quay trước. Thì dòng X3 này thì nó có một số con nó cái cửa trắng đục này, nó kín mít đấy. Thì là nó có cái chế độ khử cái gì mà trong bóng tối ấy, diệt khuẩn với diệt cái virus gì rất gì đây, lôm la này vậy. Thì nó sẽ bịt kín cửa này để tránh phóng cái tia ra bên ngoài, thì là cửa nó sẽ là cửa kín đấy, chứ không phải tự dưng mà nó sơn cái cửa này thành màu trắng đâu nhá. Đấy, thì cái câu chuyện này thì đã có một vài bác đã hỏi em tại sao có một số con X3 và một số con X1 thì nó lại cửa đen kín như này, và X2 thì một số con cửa trắng và một số con nó lại cửa trong ấy, một số con sau nó lại cửa trắng đục này, hay là người ta sơn lại. Thì cũng báo cáo bác luôn là đây không phải sơn lại nhá, đây nó không phải là sơn lại, bản chất đây là nhựa luôn nhá, nó là nhựa đặc luôn nhá. Đấy, nó là nhựa đặc luôn nhá, các bác nhìn nhá, nó là nhựa đặc luôn đấy, chứ không phải sơn lại. Để nó diệt cái gì ở trong bóng tối mới phóng được cái tia ra đấy, nó không có ánh sáng chiếu vào đấy, nên là cái chức năng ấy như vậy. Mà chỉ có trên dòng X3 nó mới có nhá, lên dòng X5, X6 rồi nó bỏ cái chức năng rồi, chắc là nó sản xuất đắt quá nên nó bỏ đấy. Còn thì vẫn là giặt 11 cân đấy, sấy 7 cân đắt 2016 đấy. Thì đây thì em có, thì đây là em có X3 và X5. Thì X3 thì em bán giá là 16.500.000. Máy này đã bao gồm test dọn và bảo hành cho bác 2 năm, lối 1 đổi 1 trong vòng 1 năm đầu. Bảo hành 2 năm nhá, lối 1 đổi 1 trong vòng 1 năm đầu. Giá là 16.500.000, các bác không hề nghe nhầm đâu nhá. 16.500.000 nhá. Em có màu trắng và màu cà phê. Đấy, hai màu. Toàn bộ đây là X3 và X3 hết. Duy nhất có một con X5 màu cà phê phía bên trong này thôi. Đấy. Một phần bên trong thôi. Còn A7 thì đang tháo để dọn dần. Thì hôm qua máy nó về thì phải đùn sâu ở bên trong này. Đây, X5 đang tháo để dọn thì nó lại máy này về thì phải đùn sâu bên trong này. Thì để quay video cho các bác. Đấy. X3 này em bán 16.500.000. Đấy. Rất là đẹp luôn, đều sấy 7 cân thì ở Việt Nam thì các bác bỏ ra 16.500.000 thì mua làm sao được con máy mà phun chức năng này, có đèn báo mở cửa lồng này, có đun nước nóng này, có diệt khuẩn này, có chế độ chống nhăn chống rung này. Máy thì dọn dẹp từ A đến Z bác rồi, giá có 16.500.000. Chất máy đợt này về thì em bao bác vách không một vết cấn được luôn. Các vách không một vết cấn được luôn. Mà không hiểu tại sao đợt này em lại đi đầu lô máy giặt nó lại đẹp như vậy. Không có nào bị móp méo hay bị xước sát gì luôn. Này, có nào cũng vậy. Em quay hết các bác được nhìn luôn nhé. Này. Rất là may, đợt này may thế. Này, đi này. Không có nào bị cấn móp gì luôn. Đấy, cả phía bên trong này đây. Đấy, em quay kỹ luôn cho các bác nhìn. Không có nào cấn móp gì. Đấy. 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 Rất là đẹp luôn. Này. Không có nào bị một vết cấn hay là bị một vết xô nào. Này. Này. Đẹp như trong tranh luôn này, có nhìn này. Rửa lên thì như mới luôn. Không tìm thấy một con nào mà bị nó xô một cái cấn nào. Đây là vết bẩn đi nhá. Này. Này. Không có nào bị một vết cấn nho nhỏ bằng cái kim này còn không thấy. Này. Đấy. Đợt này cho nên nó lại đẹp thế, là lần đầu tiên em đi buôn máy giặt mà về được lô máy giặt mà nó lại không bị cấn móp một vết nào. Thật sự luôn, bản thân em bóc máy ra em còn không tin được. Mà nhiều lúc về con máy giặt 20-30 triệu nó vất rồi, nó nén, nó móp, nó méo rồi, gòa phát chết người luôn. Mà sao cái đợt này về máy giặt, sao máy giặt cổ âm bình dân mà sao nó lại đẹp vậy. Nó đẹp mức mà mình không thể nhận ra nổi được cái máy luôn. Bản thân lúc em bóc máy ra các bác nhìn này, sổ sách giấy tờ là gần như nó còn hết luôn. Này, nó đẹp này, phụ kiện zin đi theo máy này. Mà cửa nhá, nó còn không có một vết xước sát nào cơ. Này, tất cả các cửa này không có một vết xước sát nào. Còn đây là cái vết bẩn đi nhá, vết bẩn ấy, xà phòng này nó ra này. Đây, cửa này, không một vết xước sát nào, không một tì một vết nào luôn. Thế mới oai oăm, tài thế.
Máy có nhưng mà có này có đẹp. Có này là năm ngoái mua 20 triệu với ba hơn 20 triệu mới mua được. Có này năm nay các bác bỏ ra có 16 triệu 500 mua thôi. Và nói là thật sự quá rẻ. Thời điểm này là thời điểm vàng này các bác mua. Và thời điểm này thời điểm đầu vụ các bác biết rồi đấy. Bác đi mua điều hòa biết đấy, ở nhà em ấy. Đầu vụ bao giờ điều hòa về không đẹp, càng vào chính vụ điều hòa về càng xấu. Máy giặt như vậy, càng đầu vụ thì máy giặt nó càng đẹp, càng về sâu vụ thì máy giặt nó càng xấu. Cho nên là các bác cứ mua sớm, giờ nó rẻ rồi. Còn rẻ hơn nữa thật các bác không thể rẻ đâu rồi. Bởi vì cái này vận chuyển công nó đắt thì máy nó nặng. Đấy. Đấy. Bác nào mà yêu dòng máy giặt bình dân thì cứ alo cho em. Giá 16 triệu 500 nhá, chưa bao gồm đổi nguồn, chưa bao gồm phí ship. Bảo hành thì các bác 2 năm. Giá này thì đã bao gồm dọn dẹp từ A đến Z các bác rồi. Có bác nào mà không thích em dọn dẹp thì trừ cho 2 triệu. Giá là 14 triệu 500. Bao test, bao chạy, bao sống cho các bác. Bao gì? Đấy, bao thầy thợ check chóc thoải mái. Đấy. Đều bộ là đắt 2016. Duy nhất là có nick 5 nhưng đắt 2017 thôi. Đấy, và A7 thì đang tháo rồi dọn, nick 5 đang tháo dọn rồi. Đấy. Đấy, ông trước bác nào hỏi em dòng máy giặt 15, 16 triệu đấy. Thì cố lên thêm vài trăm nữa để mua được con máy đẹp. Giặt 11 cân, đời cao tội gì. Mà có đun nước nóng, cảm ứng miên man luôn. Con này thì lút cảm ứng nhá, nên nó sẽ bền hơn màn hình. Màn hình thì nó sẽ nguy hiểm hơn. Dụng một cái là mất khoảng tầm 6 triệu. Đấy, còn còn cái cảm ứng này thì chết thì em chưa thấy cái nào chết. Mà nếu như mà có chết thì chỉ có 500 nghìn thôi. Tự dán được. Tháo bốn con ốc ra là tự lưng lên tự dán vào được luôn. Rất là đơn giản, cắm cái rác vào là xong. Có 500 nghìn bạc cái cảm ứng. Rẻ như mua rau. Đấy. Mà còn bền hơn cái phím cơ, em chưa thấy cả cảm ứng nút nào chết. Bởi vì thực ra nó chỉ là cảm ứng nút thôi, cho nên là nó là cái nút mà. Cho nên là nó không thể hỏng được. Đấy, và đây nó là mặt kính luôn. Thì nước là không bao giờ nó ngấm được vào xuống được. Ý là kính bằng meca ngấm được. Cho nên là chưa thấy nào chết cảm ứng. Chỉ thấy là màn hình nó chết thôi. Mà đời màn hình nó chết thì yên tâm từ 2 triệu rưỡi đến 4 triệu rưỡi. Đấy, cũng bỏ luôn. Đấy, nhiều bác bán hàng kinh không dám nói. Mình có làm mình nói vậy. Khách người ta mua thì người ta phải tự hiểu. Đấy. Quá rẻ, có 16 triệu 500 một con máy đẹp như thế này, bàn lôi đồng cuối đá mà dám bảo hành 2 năm, lỗi 1 đổi 1 một năm đầu thì các bác biết rồi. Thì con loại X3 nó bền mức nào. Đấy, bởi vì nó biết là nó không thể hỏng được nên là bảo hành dài hạn cho các bác luôn. Đấy, còn nhiều bác thì hỏi nhà em máy giặt ba la em không bán thì em bỏ đi hỏi mua chỗ khác. Thế mua về không dùng được, hôm trước các bác mua con 9800 luôn đấy. Về mua không dùng được quay sang chửi mình, xong lại trách em bảo em không bán thì bác mua đâu thì mua. May hôm đấy không giới thiệu bạn bè bán ấy, chứ mà giới thiệu về rồi mà không bảo hành cho bác ấy thì khó. Chết cảm ứng, chết motor. Đấy. Thế là bây giờ thợ nó báo sửa mất 15 triệu, máy mua ở đâu 25 triệu. Thôi, vứt đi. Thế buổi tối thế là thế nào tâm sự hủ ý với vợ sao? Lại điện lại lại mua ở nhà em con gì nhỉ? Mấy bác mua gì? À bác ấy mua con V7 ở nhà em. Đấy, tâm sự hủ ý lại mua con tô V7. Về sướng quá, vợ khen bảo đấy chú ấy nói từ lúc đầu thì không mua đi, cứ thích ba la cơ. Xong rồi thế là mất 25 triệu mua con máy ở nhà em 26 triệu 51 triệu. Thì con kia vất đi mà cân sắt vụn được 4 triệu. Đấy. Bảo lúc đầu chú nói thì bảo chú khó tính thế này thế kia. Thế cuối cùng thì lại quay lại mua. Thế về cô vợ khen sướng bảo mày qua chú bán được con máy hay không thì vợ anh nó nói cho anh to đầu ra. Cho nên là mỗi người buôn bán một mặt hàng, em thì đặc biệt không có đi tính kẻ xấu một ai, lôi một ai ra cả. Nhưng mà mình không bán thì mình không nên tư vấn và cũng không nên nói để cho người khác người ta còn bán. Đấy thì đấy, nhiều bác cứ bảo là ba la chạy êm mê dọn được ấy. Chết cứ ầm ầm. Bản thân bọn em là những thợ cứng mà bọn em còn bỏ không làm. Thì các bác phải hiểu là con ba la nó nguy hiểm mức nào. Mà không tự dưng con ba la nó rẻ vậy. Đấy, thôi không nói chuyện phiếng nữa, bác nào lấy thì alo em nhé. Em chào các bác đây.